Hello cả nhà đã đến với kênh YouTube nhà mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cả nhà một thành phố mà gia đình mình ai cũng thích, đó là thành phố Palo Alto. Trước hết cũng xin nói thêm một điều, thành phố này là thành phố mà hai nhân vật nổi tiếng thế giới có nhà ở đó, đó là Mark Zuckerberg của Facebook và Steve Jobs của Apple. Từ nhà mình tới Palo Alto mất khoảng 15 phút lái xe. Và một con đường được coi như là trái tim của thành phố này, đó chính là con đường nổi tiếng University. Đoạn đường này có nhiều tiệm nổi tiếng như tiệm iPhone của Apple, lúc nào cũng đông nghẹt. Và trải dài qua hai bên đường, có những quán ăn rất ngon. Không khí ở đây làm người đi bộ rất hứng thú, đôi khi có những buổi biểu diễn của nghệ sĩ đường phố thật thoải mái. Mời cả nhà theo dõi. Hôm nay thật may mắn tìm ra được một quán ăn, vừa thưởng thức món ăn vừa xem tiếng đàn guitar của nghệ sĩ đường phố. Đây là một nhà hàng của Ireland. Món ăn có thể không quen miệng vì lần đầu tiên, nhưng lại không ngờ cả nhà mình đều thưởng thức trọn vẹn từng món. Cách phục vụ thì tuyệt vời, mời cả nhà theo dõi. Thank you.
Tiếp theo là một đoạn clip mình rất ưng ý về một bản nhạc mình rất thích, đó là bài Stairway to Heaven. Mời cả nhà theo dõi.
đây cũng giới thiệu một số nhà hàng mà gia đình mình đã có dịp ghé qua ở khu Palo Alto này. Trước hết là nhà hàng Tam Tam. Đây là nhà hàng Việt Nam dành cho khách nước ngoài là chủ yếu. Tuy nhiên, các món ăn thuần túy và hương vị Việt Nam vẫn còn được giới thiệu đến khách hàng ở đây, như là phở, bánh xèo, bánh bèo, xôi lạp xưởng, giò cháo quẩy, chuối chiên. Quán này có cùng một chủ với quán Tamarind gần đó và quán Vũng Tàu ở downtown San Jose. Nói chung, món ăn ở quán Tam Tam này, theo gia đình mình thì ngon, sạch sẽ và trang trí rất đẹp mắt. Còn nội thất bên trong thì khá đầu tư, có những bức tranh giá tới 20.000 đô được treo ở đây. Kế đến là nhà hàng Three Seasons mà gia đình mình cũng có dịp thử qua. Đây cũng là một trong những nhà hàng 4 sao của Việt Nam. Nhà hàng này còn có thêm một quầy rượu khá lớn. Trong thực đơn của nhà hàng này thấy có nhiều món để chọn lựa như là phở, bún bò Huế, mì xào tỏi, bánh bao nhân thịt, bò lúc lắc, kem chuối chiên, kem dừa. Nhà hàng này rất rộng và có 2 tầng nên mỗi lần đi lên đi xuống đều có thể ngắm những không gian xung quanh rất thoải mái và đẹp mắt. Thích nhất vẫn là trên lầu nhìn xuống một góc trưng bày toàn những bức tượng Phật thật bình an. Và kế đến là nhà hàng Yayoi. Đây là một nhà hàng Nhật, đồ ăn khá phong phú và khá hợp khẩu vị với gia đình mình. Điểm đặc trưng của nhà hàng này là dùng iPad để gọi thức ăn. Thứ hai là họ không lấy tiền tip, giá cả rất là phải chăng. Ngoài chi nhánh ở Palo Alto ra, còn có một chi nhánh ở Cupertino. Nói chung gia đình mình rất thích những món ăn của nhà hàng này. Nếu có dịp ghé qua, nhất định sẽ ghé nữa. Như vậy là quý vị đã xem qua những hình ảnh tại thành phố Palo Alto mà gia đình mình thường tới đây để dạo bộ. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh YouTube này. Hẹn gặp lại!